Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết, trong ngày 8 tháng 9 âm lịch, may mắn không đến với những con giáp này. Họ là những người vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng, họa vô đơn chí, vận đen ở đâu không biết, cứ ùn kéo đến bủa vây những con giáp này, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không. Con giáp gặp tai họa xui xẻo nhất trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 là những người tuổi Mùi. 1. Tuổi Mùi. Hôm nay, các chuyên gia tử vi học cho biết những người tuổi Mùi lâm tỷ kiên nên làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi một mình. Bạn có tính vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp và khách hàng. Công việc thì vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Bên cạnh đó, dự báo đường tình cảm nhiều trục trặc vì lâm tương xung. Vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại. Mùi hãy lưu tâm. Tiền bạc gặp hai hành thổ tương hòa nên không có dịch chuyển, thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài, nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên, con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay, không thể không nhắc đến những người tuổi Tuất. 2. Tuổi Tuất. Đã gặp vận đen đeo bám liên miên trong ngày hôm nay, các nhà tử vi học cho biết, tuổi Tuất lâm kiếp tài nên làm ăn phải hết sức cẩn thận, không nên khai trương, thuê mặt bằng hay giao việc cho người khác làm, kẻo lại hỏng hết việc. Bạn cũng cần bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh nằm ngoài dự tính. Bên cạnh đó, bản mệnh gặp phải tương hình nên hay ăn nói quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác rồi sức họa vào thân, cô độc. Bạn bè chơi với nhau có người không phật lòng, có kẻ vô tâm, sống không thật, muốn chia rẽ tình cảm hội bạn bè chơi với nhau lâu năm. Về mặt tài lộc, yên ổn nhờ hai hành thổ tương xung. Về mặt tài lộc, yên ổn nhờ hai hành thổ tương hòa. Dù vậy, bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu để không bị nhẵn túi. Nay cũng không nên cho người khác vay mượn tiền hay đi. Nay cũng không nên cho người khác mượn tiền hay đi rút tiền ở ngân hàng vì không có lãi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Như vậy là chúng ta đã xét xong con giáp thứ hai. Thưa quý vị có thuộc một trong hai con giáp ở trên hay không? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi video để biết con giáp xui xẻo tiếp theo là tuổi nào và mình có bị xui xẻo không nhé. Con giáp thứ ba xui xẻo trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 3. Tuổi Sửu. Ngày hôm nay theo dự báo của các nhà tử vi tâm linh, tuổi Sửu mặt công việc lâm tỷ kiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến những bạn đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh. Anh em đồng nghiệp có nhiều người không thích bạn, hễ thấy bạn tiến bộ hơn một chút là nóng ruột, đi làm mà chỉ muốn đặt điều nói xấu hạ bệ nhau. Đường tình cảm bình ổn hơn mọi ngày nhờ hai hành thổ tương hòa. Chuyện tình cảm có chút bất đồng nhưng may là bạn đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy rủ mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Mặt tiền bạc gần đây tuổi Sửu chi tiêu khá nhiều cho đám cưới, ma chay, tiệc tùng nhưng có vẻ như lương mới về nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng bản mệnh vẫn giữ được phong độ như ngày hôm nay trong quản lý chi tiêu. Con giáp xui xẻo thứ tư đó là những người tuổi Dần. 4. Tuổi Dần. Tử vi học cho thấy bản mệnh hôm nay được chính quan nâng đỡ nên đường công việc trong ngày cuối tuần rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui.
bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Đừng tình cảm xuống dốc vì mộc khắc thổ, rất có thể bản mệnh sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong gia đình, bạn bè vì tính khí của mình. Hôm nay con giáp này bỗng trở thành người thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn so với lúc bình thường. Điểm báo trong ngày, tuổi Dần có dấu hiệu hao tài vì mù quáng tin tưởng người khác nên đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin. Rủi ro là khả năng lấy lại được tiền rất thấp, bạn có thể phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả mới có được. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Như vậy là chúng ta đã xét xong 4 tuổi xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi để biết mình có bị phạm vào những con giáp xui xẻo này hay không. Con giáp xui xẻo thứ 5 là những người tuổi Mão. 5. Tuổi Mão. Theo dự báo của các nhà tử vi học, những người tuổi Mão gặp thiên quan nên sẽ có hung hiểm trong công việc, như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt. Làm càng chức cao thì càng nên cẩn thận, chẳng ai có ý định tốt thật sự với bạn mãi đâu. Bên cạnh đó, do có cục diện mộc khắc thổ khiến vận tình cảm lao đao, bạn gặp không ít chuyện xui xẻo liên lụy trực tiếp đến gia đình, bản thân. Có người muốn phá hoại gia đình Mão nên toàn đứng bên ngoài, đổ dầu vào lửa. Trong chuyện nhà nên kín miệng, kẻo kẻ gian có cơ hội hãm hại. Các nhà tử vi học còn cảnh báo tuổi này đừng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đến lúc rơi vào cảnh túng thiếu mới biết trân quý. Hãy cố gắng hạn chế bản thân trước những ham muốn nhất thời, chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tuổi tiếp theo ta xét là những người tuổi Thìn. 6. Tuổi Thìn. Theo như dự đoán của các nhà tử vi chiêm tinh học, mặt công việc của Thìn ngày hôm nay lâm vào vận kiếp tài, cần phải cẩn thận với tay chân cấp dưới, đối thủ làm ăn ngay gần bạn, kẻo bị hãm hại. Thời buổi kinh doanh làm ăn khó khăn, thương trường như chiến trường nên ai cũng muốn hơn người, bạn nên cẩn thận kẻo bị cướp khách, cướp mối làm ăn. Bên cạnh đó, lâm vào tương phá nên trong nhà mọi chuyện xào xáo, vợ chồng lục đục to tiếng, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất có thể khiến tình trạng trầm trọng hơn. Trong mọi tình huống, tuổi Thìn cần phải giữ bình tĩnh cho mình, nóng giận mất khôn. Vận tài lộc ổn định nhờ hai hành thổ tương hòa, trong nhà có bàn thờ thổ địa, thần tài thì nên chăm sóc cẩn thận để được lộc, không nên xem thường vấn đề tâm linh nếu muốn ăn nên làm ra. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Như vậy, tuổi Thìn là con giáp kém may mắn thứ 6. Con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Thân. 7. Tuổi Thân. Dự đoán của các nhà chiêm tinh học cho thấy, trong ngày này, công việc của người tuổi Thân không tốt vì lâm thương quan. Có ai đó cậy mình có chút chức quyền, muốn đuổi việc hoặc đẩy bạn đi làm những việc vốn không phải nhiệm vụ của mình. Nghỉ ngơi không yên, ngồi không thân cũng dính đủ rắc rối mệt mỏi. Đừng tình duyên khởi sắc nhờ ngũ hành thổ sinh kim. Nếu tranh thủ được cơ hội này thì tuổi này có thể tìm được một nửa ưng ý. Bạn có không ít cơ hội gặp gỡ người thân từ ở xa trở về, tình cảm cực kỳ nồng ấm. Người buôn bán kinh doanh phát tài, làm ăn thuận lợi, có thể tính đầu tư thêm vào các hạng mục khác để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Hôm nay là ngày tốt cho việc khai trương, nhập hàng, đi buôn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 7 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 8 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé!
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!